là mình cũng rất là tiếc nuối. Và trước khi học khóa học này thì mình là một người rất là thiếu kiên nhẫn, làm việc được 2-3 lần là thấy mệt rồi bỏ. Và sau khi mà học được 3 ngày là nhờ cô giáo đã giúp mình làm những bước và dẫn đến thành công. Và vậy là phải có kiên nhẫn, tự tin và hòa đồng hơn với mọi người. Và ngày hôm qua là ngày đầu tiên mà mình tưởng tượng ra là có ba mẹ đây đứng trước mặt và nói những lời thật lòng với ba mẹ. Vì trước đây từ khi mình sinh ra đến giờ là mình chưa bao giờ nói lời yêu thương với ba mẹ cả. Và mình thật sự là muốn học thêm những cái khóa học mà giống như vậy hơn nữa. Nói lại ngắn gọn chút xíu. Mỗi một ngày hãy nói với bản thân mình rằng này, mỗi một ngày tôi càng cứng rắn hơn, mỗi một ngày tôi càng khỏe mạnh hơn. Ba mẹ cứ ở chung với bạn suốt cuộc đời, các bạn phải mạnh khỏe cứng rắn càng nhanh càng tốt, phải ra khỏi cái tổ của mình càng nhanh càng tốt, làm được không? Người tiếp theo ạ, xin mời.